Thế sao hơn tháng trước anh chửi anh Huấn Hồng là sao? Tội gì mà anh chửi Cái thằng chó đấy Anh cũng chưa gọi cô đấy đâu, coi như em mới tính, là không em mới gọi tính là anh rồi. khả năng là chưa đâu. Không biết là, nhưng mà hoặc là anh cũng nghĩ nhà này dễ cho chốt, tôi cho thuê có 8 triệu thế. Nó giàu nó cứ nghĩ mình gọi điện mình vay mượn nó tiền nó. Thằng em anh Việt đấy, Việt Sài Gòn á, Hưng á, Nguyễn Việt Hưng Sài Gòn á. Gọi điện cho anh. Thì cắt hết những cái lông này đi. Cắt hết những cái lông này. Lông kia này nó hay bị mạt rồi. Thế là cắt lông này hay bị mạt, cắt anh có sang là thằng mặt đẻ không? Mình bảo là thế. Thế là mấy thằng em nó nhâu nhâu như cá hâu đốc kết nhảy vào gì. Thế là xong mình nó bảo là bà mày xin lỗi em thôi. Tao là phải xin lỗi em mày, tao dẫm vào em mày. Thì thôi bỏ qua thằng em đây anh ơi. Em đây. Con chào bố ạ. Mẹ mày đợt này ông đi đánh bắt xa vào xa không quan tâm, đợt này bố đói ra ra mà ông quan tâm đến bố cả. Bố mà đói thì con chả nhanh con no. Bây giờ tình hình mày ở trên đấy như nào? Con đang chơi thằng ấy đây, thằng hộ tướng của bố đây. Đấy, đây, nó đây. Nó đây.